Bất động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại xã Lăng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm là khu dân cư, một lô đất nha, nằm khu dân cư đông đúc nha quý anh chị. Đây khu dân cư đông đúc này. Đường là đường ô tô, đường đá hơn 4,5 m nha quý anh chị. Đây, đất mình chủ đã đo ranh cắm móc hết rồi, bao quanh bờ rào hết rồi nha quý anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Thì riêng cái sản phẩm này em nói thật với quý anh chị là chủ hạ kịch sàn. Xả lỗ là 1 tỷ mốt luôn nha quý anh chị. Giá còn đúng 1 tỷ thôi là mình đã sở hữu được cái lô đất là ngang 10 m, sâu 40 m nha quý anh chị. Chủ đã lên 100 m thổ cư rồi. Khu dân cư đông đúc, đặc biệt cách biển Hồ Tràm Lộc An thì rơi vào tầm khoảng 10 km thôi. Bây giờ em sẽ quay ra đường quốc lộ 55 cho quý anh chị xem. Đây, khu dân cư đây nha. Khu dân cư luôn nha quý anh chị. Khu dân cư đông đúc. Ở đây là gần chợ, trường học, ủy ban luôn. Đường là đường ô tô vào tới nơi. Cách đường bê tông thì rơi khoảng tầm chưa đến 100 m. Phía trước ngay cái nhà đỏ đỏ là đường bê tông rồi. Ở đây là khu dân cư đông đúc nha. Thì em xin nói là cái tòa lạc ở đây là xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Đây, phía trước mình là đường bê tông rồi. Thì chỉ còn một lô duy nhất thôi, đất mình phủ hồng toàn bộ hết, quý anh chị yên tâm nha. Đây là đường thông thương, khu dân cư đông đúc nha. Thì em xin nói lại cái diện tích là ngang 10 m, sâu 40 m. Chủ đã lên 100 m thổ cư rồi. Mà giá chủ hạ, giá cũ là 2 tỷ mốt, nhưng mà hôm nay chủ hạ kịch sàn còn đúng 1 tỷ chốt thôi. Giá chốt luôn nha. Em là em báo giá chốt cho quý anh chị nào mà cảm thấy mà phù hợp với túi tiền của mình, mà cảm thấy diện tích được nhiều, và làm nhà vườn đồ, thích làm nhà vườn nghỉ dưỡng thì inbox liền cho em. Em đang đi ra đường quốc lộ 55 cho quý anh chị xem nha. Giá chỉ có 1 tỷ thôi mà đất của mình là phủ hồng toàn bộ, không lỗi phong thủy gì hết nha, không vướng mồ mả gì hết nha quý anh chị. Ok, yên tâm chưa? Không vướng trụ điện, mà điện ở đây là điện nước đầy đủ rồi, nước thì cục, điện ở trên rồi. Quý anh chị an tâm nha. Mà gần trường học này, ủy ban, gần chợ luôn nha quý anh chị. Đây, đây là đường quốc lộ 55 này. Đó, quý anh chị thấy không? Sát với đường quốc lộ cách vài trăm mét thôi. Đây, hướng này đi về Hồ Tràm, đi về Xuyên Mộc, La Ghi, Bình Thuận nha. Đi hướng này, cách Hồ Tràm khoảng tầm 15 km thôi nha. Đây là hướng về Hồ Tràm nè. Thì chợ với trường học đây là gần sát đây luôn nha quý anh chị. Còn hướng ngược lại là hướng này để đi về thị trấn Đất Đỏ này, đi về biển Lộc An là khoảng tầm 10 km nha. Đi về thành phố Bà Rịa. Để em quay cái sổ soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây, đây là cái sổ của mình nha quý anh chị. Thửa đất số là 1164 này, tờ bản đồ 28. Địa chỉ là xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 408,2 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 100 thổ cư, còn lại cây lâu năm nha quý anh chị. Thời hạn đất ở lâu dài nha. Đây, đây là cái hẻm, hẻm mình là hẻm 4,5 m nha quý anh chị. Hẻm đá mi, đường ô tô vào tới nơi nha. Cách quốc lộ 55 là khoảng tầm 400 m thôi quý anh chị. Đất mình đây nè. Cái chữ VTCMD này là vị trí chuyển mục đích cho quý anh chị. Đây, cái chữ VTCMD này là vị trí chuyển mục đích nha. Nhiều lúc quý anh chị muốn không biết cái chữ này là chữ gì, thì có nghĩa là vị trí chuyển mục đích, có nghĩa là chủ đã lên 100 thổ cư rồi, nó nằm vị trí ngay đây nha. Và đây là cái số hiệu của mình này. 1,2 là 10 m, còn 2,3 là 40 m, là cái mấy cái vị trí này quý anh chị. Rồi, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Thì cái lô đất của mình là hướng Tây nha. Hướng Tây Nam nha quý anh chị. Đất mình là hướng Tây Nam. Quý anh chị nào mà hợp hướng Tây Nam thì liên hệ liền cho em, để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn nha. Đây, đây là cái quy hoạch của mình nha. Để em zoom lớn cho quý anh chị xem. Đây, ngang 10 m nè. Sâu là 40 m. Phía sau là nở hậu một phân nha. Đất mình là phủ hồng toàn bộ hết nha quý anh chị. Ok chưa? Lô đất cực kỳ đẹp luôn. Thì cái lô đất này rơi vào tầm 2 tỷ mốt nha quý anh chị. Nay chủ hạ kịch sàn còn đúng 1 tỷ thôi. Quý anh chị nhanh tay inbox liền cho em nha. Chỉ có hôm nay thôi. Thì em nói thật luôn là cái lô đất mình cực kỳ đẹp, không bị lỗi một phong thủy nào nào nha. Không mã mồ này, không mồ mã, không đâm đường, không trụ điện, không có một gì hết nha. Nhưng mà dân cư đông đúc, điện nước đầy đủ rồi nha quý anh chị. Về chỉ có là làm nhà lên mà ở thôi, tại vì đất phủ hồng toàn bộ nha. Đây, đây là thửa đất là 28 này, thửa tờ 28, thửa 1164 này. Tổng diện tích của mình đây nha, 408 này. Đất ở nông thôn đây nha quý anh chị. 408 đất ở nông thôn này. Rồi, quý anh chị quan tâm thì inbox cho em nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.